Xin chào các bạn, tôi chính xác đến Đức đây. Hôm nay Việt Nam 29 tuổi. Đấy, bạn ấy bị sùi màu gà. Đấy, bạn thấy là bạn ấy đi chơi ở 24 Vân Côn đúng không em? 72 Vân Côn đúng không? Dịch vụ gọi là từ A đến Z. Hôm nay cũng bị nhiều phết này. Bạn ấy bôi thuốc các bạn. Hay từ giờ nó kiểu gì nó cũng lan ra. Chỗ này người ta chống chỉ định bôi thuốc. Nó bị nhiều vì nó lan ra đấy. Chỗ này người ta chống chỉ định bôi thuốc em ạ. Rất may lỗ đái không có. Theo dõi vì nó rất là gần lỗ đá và bạn ấy lại còn bôi thuốc vào chỗ này nữa. Bây giờ mình chỉ tiến hành là lốt cái sủi cho bạn ấy thôi. Đầu nhìn mình cái những cái trắng trắng này thì nó không phải sủi nhá, ở gai sinh dục thôi. Đấy, nhưng mà nhìn kỹ thì nó đúng là có những cái nốt sủi thật bạn. Xin chào bạn, tôi sẽ xong mình đất đây. Mình cắt bao cái đầu và đốt nó sùi đây. Đấy, các bạn thấy quá đẹp rồi, quá đẹp. Đấy, cắt cho cái ngược này nó rất là khó bạn ạ. Đấy, thì phải cần những kinh nghiệm rất là nhiều thì mới cắt được như này. Đau không em?